Ví dụ 1 này, trong không gian với hệ trục tọa độ OYZ người ta cho điểm A có tọa độ là trừ 1, 3, trừ 2 và mặt phẳng P có phương trình là x trừ 2Y trừ 2Z cộng 5 sẽ bằng 0. À, phương trình của một phẳng Q đi qua A và song song với mặt phẳng P là phải toán cho chúng ta bốn kết quả như này. Thì các em chú ý nhé. Đây này, người ta cho trước mặt phẳng P mặt phẳng P này thì ta đã biết được vectơ pháp tuyến của nó rồi. Vectơ pháp tuyến của phẳng P là các hệ số đứng trước x, y, z nhá. NP của chúng ta đây. NP NP của chúng ta sẽ bằng 1 trừ 2 trừ 2. Được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu viết phương trình mặt phẳng Q Mặt phẳng Q này sẽ song song với mặt phẳng P và đi qua điểm A đây đó điểm A này A có tội là trừ 1 3 trừ 2 ta không biết đây nữa nhé thì mặt phẳng Q sẽ song song với P khi đó N để N của Q sẽ cùng phương với N của P và N của Q này cùng phương thì nó mình sẽ được quyền chọn một vector chỉ phương vector pháp tuyến giống vector pháp tuyến của mặt phẳng P nhá. N của Q thì bằng N của P. Được chưa? Thế bây giờ ta có này. N của Q chọn bằng N của P, đó. Sẽ bằng 1 2 2. Mặt phẳng Q đi qua điểm A, biết rồi. Vector pháp tuyến biết rồi thì chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng Q. Phương trình quy có dạng như này. 1 nhân với x trừ đi điểm a có tọa độ 1. x của a trừ 1 thì nó là trừ đi trừ 1 bằng cộng 1. Trừ đi 2 nhân với y trừ đi 3. Trừ đi 2 nhân với z trừ đi trừ 2 bằng cộng 2. Bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ nhân tung cái này ra nhé. Quy có dạng là x trừ đi 2y trừ đi 2z đó. Nhân vào, đấy. 1 1 cộng với 6 bằng 7. 7 trừ 4 bằng 3. Đây là phương trình mặt phẳng Q của chúng ta. x 2y 2z 3 0. Đối chiếu cái đáp án, à, ta thấy đáp án C. Còn mã thì ta nhân với -1 là thôi nhá. Đáp án C là quy Q chứa -x 2y 2z 3 0 cũng giống